cô vui. Vì lẽ gì? Có phải vì được đền tội trong cô đơn, vì không có một người thân nào xót thương hay khinh ghét, có phải không? Hả? Đáng tội cho tôi với cô lắm. Ông trời cũng công bằng khi sắp đặt cho tôi với cô chung sống cùng nhau. Hai con rắn độc khác nhau nhiều chứ ông. Trong khi ông là một kẻ đam mê dục vọng tiền tài, đánh mất lương tri, dối con hại vợ. Còn tôi làm tất cả mọi chuyện chỉ với một lý do duy nhất là trả thù. Cô trả thù tôi? Phải. Thù gì? Cho ai? Cho Mỹ Hằng, cô gái đã vì ông mà tuyệt mệnh. Mỹ Hằng? Mỹ Hằng là... là em gái của tôi. Là em tôi. Một đứa em ngu dại đến tội nghiệp. Lúc ở quê nhà, nó đã trao trọn cho ông niềm tin và lẽ sống. Ông đã bám víu vào em gái tôi để được xuất cảnh khi biết nó sắp đi đoàn tụ gia đình. Rồi khi ông gặp gỡ Hoài Phương trên đất Mỹ, trước cái nhan sắc trang đài và một cơ ngơi vững chắc, ông đã ruồng bỏ em tôi một cách phũ phàng và độc ác. Đến nỗi nó phải quyên sinh vì khổ đau và tuyệt vọng. Cái ngày tôi từ Canada về Mỹ gặp em tôi cũng là ngày mà người ta đưa nó ra ngoài nghĩa trang lạnh lẽo. Ông biết không, tôi đã đến thành phố buồn cùng những giọt nước mắt đọng thành băng. Hoài Phương, tôi đã làm liên lụy mẹ con chị. Giờ đây tôi không có gì để nói, cũng không có gì ân hận. Cuộc sống luôn công bằng. Tôi đã và đang sẵn sàng trả giá cho hành động của mình. Cháu Khang, dì xin cháu, cháu hãy tha thứ cho dì. Xa vắng câu
sông và đất mẹ.